Cristiano Ronaldo phải hậu tòa hậu chế giễu Messi đoạt quả bóng vàng, vắng mặt ngày vui của anh trai. Hậu ồn ào đá điểu, đồng nghiệp Messi, Cristiano Ronaldo có thể phải hậu tòa theo lệnh triệu tập của cơ quan thuế Tây Ban Nha. Thông tin này hiện đang trở thành tâm điểm của dư luận. Theo đó, Cristiano Ronaldo vừa tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Anas trước Al-Khalis khi đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo. Báo chí châu Âu nhận định cú sút xa thần sầu của Ronaldo trận này là bàn thắng đẹp nhất của anh kể từ khi chuyển đến Ả Rập Xê Út thi đấu. Tờ Massa đã chia sẻ lại video bàn thắng này với tiêu đề "Bàn thắng đẹp nhất của Ronaldo kể từ khi anh đến Ả Rập Xê Út". Ở tuổi 38, Ronaldo vẫn đang thi đấu vô cùng ấn tượng với 21 bàn sau 22 trận ra sân cho Anas mùa này. Qua đó duy trì vị trí dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới của giải đấu, đồng thời giúp cho Anas bám đuổi với Al-Hilal của Neymar. Dù vậy, chắc chắn cuộc vui CR7 sẽ bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Theo nhiều nguồn tin, Cristiano Ronaldo và bạn gái của mình Georgina Rodriguez sẽ phải trở lại Tây Ban Nha trong vài ngày tới để hầu tòa theo lệnh triệu tập của cơ quan thuế Tây Ban Nha. Được biết, công ty dịch vụ cái tóc của Ronaldo có tên là Inspiria, thành lập vào năm 2019 tại Madrid, phải đối mặt với những cáo buộc về tội trốn thuế từ năm 2019 tới năm 2021. Luật thuế của Tây Ban Nha quy định như sau: các dịch vụ y tế, phòng ngừa và điều trị bệnh tật thường sẽ không phải trả tiền thuế VAT. Tuy nhiên, công ty của Ronaldo đã tận dụng điều này để đách luật khi cho rằng chứng rụng tóc cũng là một căn bệnh. Không chỉ bị cơ quan thuế sờ gáy, Ronaldo cũng vô cùng hối tiếc khi không thể dự kỷ niệm 25 ngày cưới của anh trai. Được biết, siêu sao bận thi đấu cho Anas nên không về quê nhà Media Bồ Đào Nha để chung vui cùng với anh trai Hugo Avedo hôm ngày 4 tháng 11. Không thể có mặt trong ngày vui của anh trai, Ronaldo gửi video chúc mừng. Chị gái Katia Avedo chia sẻ đoạn video của em trai siêu sao trong sự kiện gia đình. Chân sút Bồ Đào Nha nói tiếc vì không thể về Madeira chung vui cùng anh chị, nhưng chúng ta còn nhiều cơ hội bên nhau, cuộc đời còn dài, hy vọng anh chị bên nhau thêm 25 năm nữa, CR7 nói trong video. Bạn gái anh Georgina Rodriguez cũng xuất hiện trong video và gửi lời chúc mừng. Người đẹp hai con nói, chúc anh chị mãi bên nhau và tiếp tục có cuộc sống tuyệt vời. Trước đó vào cuối tháng 8, Cristiano Ronaldo và Georgina cũng không về quê nhà dự lễ trữ tuổi cháu gái Valentina, con chị gái Tatia. Truyền thông Bồ Đào Nha nói siêu sao 38 tuổi cùng bạn gái và các con khước từ với lý do bận thi đấu cho Anas. Một số nguồn tin cho hay CR7 và Georgina được giữ cho khoảng cách với gia đình anh. Cristiano Ronaldo không còn đăng ảnh tải về người thân như trước kia. Cristiano Ronaldo là con út trong gia đình có 4 anh chị em, trên anh có chị gái cả Elma, anh trai Hugo và chị gái Katia, tiền đạo sinh năm 1985, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời anh trai hơn 10 tuổi khi từng trả chi phí cai nghiện cho anh, cứu anh ra khỏi con đường nghiện ngập. Ngoài điều hành một công ty về xây dựng, Hugo Avedo là giám đốc bảo tàng riêng của em trai ở quê nhà Madeira. Anh trai Cristiano Ronaldo và bà xã Rubina có 2 con. Trong ngày anh trai chị dâu kỷ niệm 25 năm kết hôn hôm 4 tháng 11, Cristiano Ronaldo và các đồng đội Anas thắng Al-Khali 2-0 tại giải Saudi Pro League. Chân sút 38 tuổi mở tỷ số giữa một hiệp 1 và kiến tạo để đồng đội Laporte ấn định chiến thắng 2-0 đầu hiệp 2. Georgina và cậu con trai đồng lòng của Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, đến sân Al-Awad Park cổ vũ cho anh. CR7 vẫy tay chào Georgina và sau khi ghi bàn, anh chụm hai ngón tay làm ký hiệu gửi tặng bàn thắng cho cô. Anna hiện đang đứng thứ hai tại Saudi Pro League. Hôm 5 tháng 11, Cristiano Ronaldo và Georgina cùng nhau đi mua sắm, ăn uống tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Cặp sao dành thời gian riêng bên nhau trên Instagram Story. Georgina đăng ảnh cả hai trong một cửa hàng thời trang và bữa ăn.